Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh hướng dẫn sử dụng của Emin. Hôm nay thì mình có cái sản phẩm mới là iTech, thiết bị đo điện tải điện tử, và có model là IT8211. Và bây giờ mình sẽ mở hộp lấy sản phẩm. Sản phẩm sẽ đi kèm một cái dây cấp nguồn. Một cái bao đựng, trong đó có một chiếc đĩa cài và có thêm một bản calip của hãng. Nó đã check cho mình tất cả các thông số ở đây, các giải điện áp của máy. Ở đây sản phẩm chúng ta đây, được bọc rất cẩn thận. Sản phẩm chính thì nó đều luôn sẵn ở trên này luôn. IT8211 với điện áp là 60V, dòng là 30A và công suất của nó sẽ là 150W. Và sau đây các bạn sẽ được tôi đưa hướng dẫn sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến cái máy này thì chúng ta sẽ để đầu tiên là để ý cái lúm nút trước. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy chữ A, lúm A thì có mũi tên sang bên trái và lúm B có mũi tên sang bên phải, là sẽ điều chỉnh trên màn hình là A, B, C, D. Vừa tiếp đến là phím View và phím Mode, và phím On Off và phím Shift. Thì ở đây thì có phần Shift có nút màu xanh, thì khi ta ấn vào cái là sẽ hiển thị nút Shift ở góc này, đồng nghĩa với việc là những cái chữ màu xanh ở bên dưới của cái phím này tương ứng là Save này, Program này, Setup này, hay là lựa chọn giữa 30 và 3A và 30A này, và phím Sort. Đấy. Thì ở cái nguồn điện tử này thì chúng ta sẽ lưu ý tâm nhất là CC là gì và CV là gì và CR là gì. Ví dụ CC là chúng ta sẽ giữ điện áp và để dòng điều chỉnh. CV thì chúng ta sẽ giữ dòng và điều chỉnh điện áp. Và CR thì chúng ta sẽ coi như điều chỉnh cái R điện trở. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử test một cái thiết bị. Ví dụ tôi có cái cục nguồn đây, và chúng tôi có cái nguồn công suất nó gọi là nhỏ nhỏ thôi. Thì ở đây ví dụ như chế độ CC chẳng hạn, thì tôi sẽ set cho các bạn thấy là ví dụ như tôi sẽ để là 1A chẳng hạn. Đấy. Đầu tiên là chúng ta sẽ ấn vào nút Setup. Đấy, thì chúng ta sẽ điều chỉnh. Ví dụ như ở đây sẽ có điều chỉnh dòng, điều chỉnh điện áp. Đấy. On off đây, tắt đi này. Đấy. Lại nhá, chúng ta sẽ lại là chúng ta sẽ điều chỉnh, không thay, không để chế độ như cũ của tôi nữa. Ví dụ tôi đang để ở đây là 2A, đúng không ạ? 2A thì là điện áp đây, tiêu thụ của nó 2A đấy ạ. Chế độ mode, tôi chuyển sang chế độ mode. Ví dụ tôi cũng điều chỉnh CV, ví dụ tôi điều chỉnh điện áp. Điều chỉnh điện áp thì tôi sẽ ấn vào nút Shift. Đấy, và ví dụ tôi điều chỉnh là không phải là 25V nữa, thì tôi sẽ dùng cái nút điều chỉnh đây để thay đổi. Ví dụ đây set up này, set này, chúng ta sẽ set up nó. Ví dụ như tôi chỉ điều chỉnh là 15V. Đấy. Chúng ta sẽ ấn vào Shift và xếp lại. Khi ship nó sáng thì chúng ta sẽ xếp lại đây nhá, thì sẽ bốn cái đèn nó nhấp nháy. Đấy, rồi chúng ta sẽ thoát khỏi nút setup. Tức là cái nút setup này khi mình ấn vào lúc đầu mình sẽ là đặt về chế độ và setup, và chúng ta sẽ lựa chọn cái nút sang trái sang phải và nút điều chỉnh đây để điều chỉnh cái điện áp, và ấn vào nút ship và rồi nút save để giữ lại. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ ấn nút on off.
Đấy, ví dụ như vừa rồi là tôi để chế độ CV là điều chỉnh cái điện áp và thả trôi dòng thì sẽ hiện luôn là công suất, nó sẽ báo cho chúng ta công suất là watt, hiện tại đang là 43 watt, 43,5 watt, sẽ test được công suất của cái thiết bị này. Đấy, cái cục nguồn nguồn ngoài kia tương ứng như vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang cái nút tắt đi nhá, tắt cái đi và chúng ta sẽ chuyển sang chế độ CR. CR chúng ta sẽ đặt cái điện trường R, thì ở đây chúng ta lại ấn vào setup và chúng ta sẽ điều chỉnh. Đây, ví dụ chúng ta sẽ điều chỉnh, ví dụ đây là 4000 này, cái này là mắt thì có 4000, R là 4000 thôi, nhỏ hơn thì cũng được, chúng ta sẽ điều chỉnh. Đấy, ví dụ chúng ta 100 hay là 1001 để 1 chẳng hạn, tùy. Đấy, kết thúc thì chúng ta sẽ ấn vào shift và xếp lại thì 4 cái nó sẽ sáng lên. Đấy, rồi nó rất là đơn giản thôi các bạn, đúng không ạ? Thì mọi chi tiết nếu mà các bạn có cần hướng dẫn thêm gì cụ thể gì nữa thì sẽ trực tiếp liên hệ với chúng tôi qua website hoặc trực tiếp gọi cho chúng tôi. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý khách đã theo dõi cái video clip hướng dẫn sử dụng sản phẩm, và mọi chi tiết liên hệ thì bạn sẽ liên hệ với chúng tôi tại Emin. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.